sản phẩm Tiếu Hưng là một sản phẩm có một công nghệ thú vị và được đánh giá cao nhưng chưa được nhiều người biết đến. Vậy bạn đánh giá như thế nào về sản phẩm này? Theo mình nghĩ thì sản phẩm Tiếu Hưng là một sản phẩm thật sự rất cần thiết cho mọi cá nhân và hộ gia đình. Bởi vì hàng ngày trong thành phố thì chúng ta thường hay đối mặt với những nạn ngập nước và mùa mưa, cũng như là bị thủng lớp xe do đinh tặc gây nên. Do đó sản phẩm Tiếu Hưng là rất cần thiết cho mọi cá nhân trong việc đảm bảo an toàn và cũng như bảo vệ chiếc xe máy của mình trong hoạt động hàng ngày. Thì đối với sản phẩm này thì hiện nay do thị trường vẫn còn chưa biết đến nhiều nên hiện nay là em tìm rất nhiều cách để tuyên truyền sản phẩm cho thị trường cũng như phổ biến những cái kiến thức về sản phẩm. Trước tiên là thông qua những trang web rao vặt và đăng tin. Sau đó thì em sẽ cố gắng liên hệ với các đại lý để phân phối sản phẩm cũng như tuyên truyền cho họ hiểu về những thuộc tính năng hữu ích của sản phẩm, để hy vọng là trong tương lai sản phẩm Tiếu Hưng sẽ có thể được phổ biến rộng rãi hơn trong thành phố.